Chân lép. Dạ. Chân lép nè. Nghĩ rồi, nghĩ đầu. Chân lép. Bây giờ là 1, 2, 3 rồi. Xoay trái nha. Không tập trung được á. Nè, thân tâm an lạc. Bây giờ ba đứa nhỏ giờ ra đi, ba người lớn thử đi. Khang. Một người kêu sang trái thì kêu trái sang phải sao quay? Sang trái sang một người thôi, một người thứ đi. Bữa xây quá trời luôn á. Bữa ra xây hai lần lên mà. Không, không có người là không ấy. Không có người nó sao có người đặt lên là không ấy. Người đó dở tay ra xoay. Xây két luôn á. Bữa xây qua đây đi. Bây giờ nghĩ là được phải đi nha. Xây phải. Thì chán mà. Thôi giờ quay phải. Xây phải chứ sao phải xây. Quay tay xuống con nhưng mà con quay phải. Con cái bàn này bàn xoay. Tự nhiên mình nói cái bàn nghe được cái xoay. Mà đợt trước đi nó xoay lắm mà sao này nó xoay. Nó quay kỹ. Đợt trước đi đặt tay lên bàn là yêu cầu nó xoay trái, nó xoay trái, yêu cầu nó xoay phải là xoay. Cái bữa nó quay mà chạy ra nó mệt rồi hôm nay. Xoay phải. Có đè mạnh quá không? Đè mạnh quá nó. Xoay phải. đè lên rồi. Anh Lên thử anh.
Em quay lên xoay trái. Anh nói xoay trái hay xoay phải? Xoay phải, xoay phải. Xoay phải. Anh làm sao cùng với em cùng em. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Đi ra ngoài. Có suy nghĩ chung xoay phải. Xoay phải, xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Cho con nó thử nha. Xoay phải, 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 người 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 trái người người phải sao nó quay được? Không nhất là phải hay trái? Bây giờ tôi nói xoay phải đi, xoay phải, 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 xoay phải. Xoay phải, xoay phải. Các bạn lên đây làm thế nào? Khổ lớn lên. Xoay phải. Làm một đường này thôi. Xoay phải. Họ lớn lên. Xoay phải. Nhớ tay nữa. Xoay phải. Mấy đứa trẻ con đứng vào đi. Mấy đứa trẻ con tĩnh tâm vào đứng vào. Xoay phải, xoay phải. Xoay phải, người lớn đứng vào. Đó. Xoay phải. xoay phải xoay trái, 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 xoay trái. Xoay trái xoay trái, xoay trái, xoay trái, xoay trái, xoay trái, xoay trái. Ừ, quay sao? Hồi nãy nó quay vậy cơ. Quay. Kỳ. Xoay trái. 2, 3. Ủa sao bị cái bạn nó tự xoay luôn rồi. Ừ. Đi qua học cả. Không đi dọa được. Quay quá trời luôn. hai đứa con thử coi. Hai đứa thử coi. Xoay trái.
hợp đúng với tả không á? Xoay trái là xoay trái cái hợp đúng với tả. Lần trước mà suy nghĩ con đẩy con nguyên quen ơi, nguyên lý khoa học gì đây bác, được cái nón của con của mẹ lấy cái chuông lấy chuông ngọc đá đẹp rồi. Bàn sa cư hồi xưa ở nhà ông bà cố tôi có mấy bộ bàn tủ nữa. Thấy cái ngà cái cặp ngà voi quá lớn không Khang? Thấy cặp ngà voi không? Đó, trong đó, thấy gần. Cái cặp ngà voi như vậy là con voi cỡ nào? Hả? Con khổng lồ. Thấy chưa? Cái chỗ này lớn. Cái này long long. Con thấy cặp ngà voi quá lớn luôn long. Đó, thấy cặp ngà voi lớn không? Cặp ngà voi cao hơn người ta luôn á Long. Cặp ngà voi cao hơn người ta luôn á. Xám với tím này nè. Đá nó chỉ tương đối thôi. Ví dụ xám hoặc tím thì nó cũng vậy á. Anh con lắm. Ừ, nó bên dưỡng tư vậy. Nó là màu xám tròn kìa. Thầy, bây giờ con thỏ này đỏ, hồng tím cũng được. Hồng xám ha.
Tưởng sáp y như thật kìa. Tự tượng sáp này con, tự bằng sáp giống tự bằng sáp á, tượng các vị sư con, ừ, tức là đừng có đụng vào, nhưng mà tượng này các vị sư á, tượng các vị sư bằng sáp. Ờ, con xin lỗi chưa, chắp tay là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con chấp lại A Di Đà Phật. Gỗ hoa đá, cứ đá hoa gỗ hoài. Hơn người á, để khoảng 3-4 ngày sau là nó đặt được. Bắt hơn người đi.
và nếu là chào trả là sai. Xoa đây cái nó nóng này nó tại nếu mình cầm nấu á nó không có nước cầm không có nấu lên nó bấm bạc nó đi một thời gian mà hôi mình sớm bận mất nó mùi thơm nó đi là chậm trả và nếu mình chậm thành là đi năm nào cũng nó cũng thơm đấy không có lúc nào không thơm mới nào mà đi thở không khám đây có quá thì một bộ dâu rau cái chục mùi rau cũng tốt thôi chứ mày ra con này à đẹp quá em mua heo chứ mua Mấy cái đèn nữa mà mình kiếm hàng nó có gì để không? Sau đây là mình biết là không làm mình cũng sợ là thành công lắm.